Chào mừng các em đến với kênh học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Trong tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Trong bài 6 sẽ gồm có 4 nội dung. 1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 3. Vương quốc Campuchia. 4. Vương quốc Lào. Thì trong 4 nội dung này, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung 1 và 2. Nội dung 3 và 4 là phần tự tìm hiểu, tự học của học sinh các em nha. Rồi, trước khi bắt đầu tìm hiểu bài học thì chúng ta sẽ có cái lượt đồ và các em sẽ xác định vị trí cũng như là đọc tên các nước Đông Nam Á có trên lượt đồ này. Thời gian dành cho các em là 1 phút. Rồi, đã hết 1 phút, chúng ta có thể dễ dàng xác định được vị trí và đọc tên các nước Đông Nam Á trên lượt đồ đúng không? Đông Nam Á ngày nay gồm có 11 nước, đó là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, Indonesia và Đông Timor. Trong 11 nước Đông Nam Á ngày nay thì nước thứ 11 chính là nước Đông Timor, được thành lập vào thời điểm là năm 2002. Rồi bây giờ cô có câu hỏi dành cho cả lớp để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các vương quốc cổ Đông Nam Á đã được hình thành như thế nào. Câu hỏi của cô là: các nước Đông Nam Á có nét chung về điều kiện tự nhiên là gì? Chúng ta sẽ dễ dàng có câu trả lời sau khi đọc sách giáo khoa. Đông Nam Á là khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, thích hợp cho việc phát triển trồng cây lúa nước. Vì thế, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn củ, quả khác. Các loại cây ăn củ như là khoai, khoai lang là nó mọc ra từ rễ, đó là loại cây ăn củ. Còn ăn quả như là quả bầu, bí, quả mướp. Chính vì cái sự thuận lợi do có khí hậu nhiệt đới gió mùa mang theo hơi ẩm của nước, cho nên là chúng ta thấy ở hầu khắp các nước Đông Nam Á đều có dấu vết cư trú của con người. Bởi vì nơi đây thuận lợi cho việc trồng trọt, trồng cây lương thực. Trong những thế kỷ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt. Và đó cũng chính là cái thời điểm bắt đầu xuất hiện các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á, như là Champa, Phù Nam, các nước ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của Indonesia. Như vậy, hai cái điều kiện để dẫn tới sự hình thành các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á, đó chính là: một, điều kiện tự nhiên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, thích hợp cho việc trồng trọt, phát triển nông nghiệp. Hai là cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt phục vụ cho cuộc sống và công việc lao động của mình. Trong các quốc gia đầu tiên được hình thành ở Đông Nam Á thì cô muốn giới thiệu thêm với các em về lịch sử hình thành vương quốc Champa và vương quốc Phù Nam. Thì nhìn trên lượt đồ, chúng ta có thể thấy được vị trí của nước Champa xưa chính là thuộc khu vực Đông Nam Bộ của nước ta ngày nay. Vị trí của vương quốc Phù Nam chính là thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước ta ngày nay.
Champa là một vương quốc cổ ở miền Trung Việt Nam, có lãnh thổ trải dài từ mũi Hoành Sơn thuộc tỉnh Quảng Bình đến biên giới của tỉnh Biên Hòa. Champa được hình thành vào thế kỷ thứ hai và là một quốc gia liên bang bao gồm bốn tiểu vương quốc là Amaravati từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Vaisya chính là thành Đồ Bàn thuộc tỉnh Bình Định, Kauthara thuộc khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Pandorana thuộc Phan Rang và Phan Rí. Năm 1471 là đánh dấu cho ngày thất thủ của thành Đồ Bàn và Đại Việt đã sáp nhập Champa vào lãnh thổ của mình, dời biên giới của Đại Việt đến đèo Cù Mông ở phía nam Bình Định. Kể từ đó, Champa bị thu hẹp lại, chỉ còn trong hai tiểu vương quốc là Kauthara và Pandurangaa mà thôi. Cho đến năm 1832, dưới đời vua Minh Mạng, thì lịch sử Champa đã chính thức dừng lại, chấm dứt thời kỳ tồn tại vương quốc cổ Champa. Về vương quốc cổ Phù Nam, thì trên địa bàn châu thổ sông Cửu Long, Nam Bộ đã hình thành nền văn hóa có từ thời cổ đồ đại đá mới chuyển sang thời đại đồ đồng và sắt cách nay khoảng 1.500 đến 2.000 năm. Các nhà khảo cổ học đã gọi cái nền văn hóa đó là nền văn hóa ốc eo. Địa bàn chủ yếu của nền văn hóa ốc eo là vùng châu thổ sông Cửu Long, bao gồm nhiều tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và một số địa phương thuộc Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở văn hóa ốc eo đó, quốc gia cổ Phù Nam đã được hình thành vào khoảng thế kỷ 1 và trở thành một quốc gia rất phát triển ở vùng Đông Nam Á trong các thế kỷ 3 đến thế kỷ thứ 5. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của vương quốc cổ Phù Nam rất ngắn, chỉ đến thế kỷ 6 thôi. Vào cuối thế kỷ 6 thì Phù Nam suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính, chấm dứt vương quốc cổ Phù Nam. Cô mời cả lớp ghi bài. Nội dung 1 của bài 6: Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. Trên mỗi slide, nếu như các em nhìn thấy cái ký hiệu quyển sách và có một cây bút đang chạy trên những cái trang của cái quyển sách, đó chính là cái slide để các em ghi nội dung bài học vào tập nha. Để thuận lợi hơn cho việc ghi bài thì các em có thể tạm dừng màn hình để chúng ta ghi chép bài vào trong tập của mình. Rồi, cô tiếp tục với nội dung phần 2: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Về sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thì chúng ta thấy là có 4 giai đoạn. Giai đoạn hình thành là từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Rồi giai đoạn phát triển là từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 18. Giai đoạn suy yếu là nửa sau thế kỷ 18 và cuối cùng là bị xâm chiếm là từ giữa thế kỷ thứ 19. Trong cái thời kỳ hình thành một số quốc gia phong kiến từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10 thì chúng ta thấy có những quốc gia được hình thành là vương quốc Campuchia của người Khmer, vương quốc của người Mông và người Miên ở vùng hạ lưu sông Mê Nam, vương quốc của người Indonesia trên đảo Sumatra và đảo Java. Trong thời kỳ phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 18 thì chúng ta thấy là các quốc gia phát triển hùng mạnh như là Indonesia đến cuối thế kỷ 13 thì dòng vua Java mạnh lên đã chinh phục được đảo Sumatra, thống nhất Indonesia dưới vương triều Mozoparit hùng mạnh trong suốt 3 thế kỷ từ năm 1213 cho đến năm 1527, bao gồm hơn 10 nước nhỏ và các đảo phụ thuộc. Trên bán đảo Đông Dương thì có nước Đại Việt, Champa, Vương quốc Campuchia phát triển dưới thời kỳ Angkor. Hai quốc gia Pagan ở miền Trung đã mạnh lên, chinh phục các tiểu quốc gia khác
thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Myanmar. Ở thượng nguồn sông Mekong thì người Thái đã di cư xuống phía Nam và thành lập ra Vương quốc Sukhothai, đó chính là nước Thái Lan ở lưu vực sông Mê Nam, và Vương quốc Lan Sang, tức là Lào, ở trung lưu sông Mekong. Và đây cũng là cái giai đoạn kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển rất thịnh vượng, cùng với sự phát triển của nền văn hóa riêng biệt của các nước đã đóng góp chung vào cái kho tàng văn hóa của nhân loại. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á bị suy yếu, và thứ tư đó chính là thời kỳ bị các nước phương Tây xâm chiếm vào giữa thế kỷ thứ 19. À, đây là cô tóm tắt lại ha, về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á trải qua các giai đoạn mà cô vừa trình bày. Cô giới thiệu thêm về bản thời gian tuyên bố độc lập của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thì trong cái bản này chúng ta thấy là có đầy đủ tên quốc gia, tên thủ đô của từng quốc gia, cũng như là thời gian mà quốc gia đó giành được độc lập. Chỉ riêng nước Thái Lan là chúng ta thấy là không có ngày giành độc lập, là bởi vì khi các nước Đông Nam Á bị thực dân phương Tây xâm lược và bị biến thành thuộc địa, thì chỉ riêng duy nhất có một nước không bị xâm lược và không bị biến thành thuộc địa, vẫn giữ vững nền độc lập của mình, đó chính là nước Thái Lan. Rồi, mời các em ghi bài. Thì trong cái phần 2, sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á này, theo hướng dẫn mới là chúng ta sẽ lập bảng niên biểu. Do đó, cái phần bài học này thì các em sẽ kẻ bảng theo như cô đã hướng dẫn trên màn hình. Chúng ta lập bảng bằng cách là lập bảng niên biểu bằng cách là kẻ bảng với hai cột, một cột thời gian và một cột sự kiện. Chúng ta sẽ ghi những cái nội dung tương ứng vào cột thời gian cũng như là những cái nội dung tương ứng vào cột sự kiện. Các em sẽ kẻ bảng và ghi chép lại các nội dung trong cái bảng này vào tập. Về phần 3 và phần 4 của bài thì đây là nội dung mà học sinh sẽ tự học. Thì cô hướng dẫn các em tự học bằng cách là các em sẽ đọc sách giáo khoa trang 20 và trang 21 để tìm hiểu về Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào. Bài học đến đây là kết thúc. Cô mến chào các em và chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em trong những cái tiết học sau nha.